xin chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh anh em gia đình duy. À, khi chúng ta theo dõi tác phẩm tiểu thuyết đường đời, có rất nhiều quý vị khán giả đã nhận ra nguyên mẫu của nhân vật khôi à, trong uh, tiểu thuyết đường đời. À, nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này được xây dựng từ một nguyên mẫu có thực, đó là võ sư tiến sĩ y khoa nguyễn hữu khai, tổng giám đốc công ty đông nam dược bảo long và nhà báo hoàng dự À, đã được nghe tiến sĩ nguyễn hữu khai kể lại cái cuộc đời thăng trầm nhiều gian nan oan trái nhưng đầy nhân ái và vinh quang và để viết nên tác phẩm đường đời thì tác giả cũng đã mất gần 4 năm mới hoàn thành à, đình duy rất vui vì à, các quý vị khán thính giả khi nghe chuyện trên kênh à, nghe giọng đọc của đình duy thì phải có một sự à, à, tập trung cũng như là à, rất là dành tình cảm cho tác phẩm và hòa mình vào trong cái 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 cuốn tiểu thuyết cũng như là cuộc đời của nhân vật để có thể nhận ra ngay được rằng cái nhân vật này là nguyên mẫu từ đâu cũng như là đã được tác phẩm đã được dựng thành phim rồi rất cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành những tình cảm yêu mến cho kênh cho đình duy cũng như là cho tác giả và tác phẩm và ngày hôm nay đình duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập tiếp theo tập 5 của đường đời. Một hôm, bà Kim Minh cho gọi Khôi về nhà nói chuyện. Khôi này, dì nghĩ muốn lập nghiệp thì phải an cư. Con ở một mình thế này thì cực quá. Phải gần vợ con để có người cơm nước phục vụ mới đảm bảo sức khỏe để kinh doanh lâu dài. Theo dì, con nên ra ngoài đó đón vợ con vào cùng khôi nhìn dì minh với vẻ biết ơn con rất cảm ơn dì đã thương con và tạo điều kiện để giúp đỡ trong thời gian vừa qua con đừng ngại thời gian đầu cứ ở nhà dì sau này có tiền mua nhà ở riêng cho thoải mái khôi thấy khó có thể từ chối lòng tốt của dì minh anh cảm ơn rồi ra về sau khi nói chuyện với dì minh khôi nằm trằn trọc không sao ngủ được anh không ngờ tình cảm của gia đình gì đối với anh thân thiết đến như vậy từ khi rời khu kinh tế mới về thành phố đúng là anh được người quen của vợ chồng thủy giúp đỡ hết lòng chị hoài chị huệ dì minh tất thảy mọi người đều quan tâm giúp đỡ khôi tận tình. Từ việc giới thiệu cho vay vốn mở xưởng bào chế, giờ đây dì Minh lại sốt sắng, dục anh đưa vợ con vào ở hẳn trong nhà dì. Thực lòng Khôi không bao giờ quên được tình cảm và sự giúp đỡ nhiệt tình của dì, của hai cô gái Xuân và Thu, của Quảng, và anh đã nghĩ ngợi rất nhiều về chuyện này. Càng nghĩ Khôi càng thấy khó xử. Vợ con mấy năm xa cách, rất cần được đoàn tụ đã đến lúc phải lo cho con gái ăn học tử tế khôi lại còn mơ hồ lo sợ một điều như ông già thầy tướng đã xem cho anh anh sẽ bị vợ bỏ sau vài năm nữa mà nguyên nhân đầu tiên là tình cảm của cô thuận ý với mình đã chứa đựng rất nhiều yếu tố có thể làm cho tình cảm của mình bị phân tán như vậy việc đưa vợ con vào trở thành một vấn đề không chỉ thuần túy là hợp lý hóa gia đình, mà còn là sự phòng ngờ những biến cố tình cảm ngoại đạo có thể bất ngờ làm trao đảo hạnh phúc gia đình. Ngày mãi, Khôi cảm thấy đầu óc căng thẳng, cơ thể mệt mỏi dã rời. Cuối cùng, anh đành tặc lưỡi. Thôi, thì cứ mạnh dạn đưa vợ con vào. Ở nhà tùy cũng được, mà ở nhà Di Minh cũng được, hoặc ở nhà anh Tư cũng tốt miễn sao là đưa vào đã dù sao thì đây cũng là dịp để vợ chồng con cái gần nhau gây dựng cuộc sống chị huệ nhắn thủy bảo khôi đến nhà có công chuyện cần bàn khôi định đến chủ nhật này mới tới được từ hồi biết chị huệ đến nay được chị giúp đỡ rất nhiều nhưng đến nay khôi mới biết nhà chị đó là một căn nhà hai tầng ở trong một con hẻm rộng khá sang trọng chị huệ nghe tiếng chuông đổ vội vàng ra mở cửa nhìn thấy khôi chị tươi cười vồn vã khôi vào nhà đi khôi vào nhà phòng khách của gia đình chị rộng rãi với những tiện nghi sang trọng chị huệ khóa cửa rồi đi vào rót trà mời khôi tôi nhắn cô thủy mấy hôm rồi chắc khôi bận nên hôm nay mới tới chị thông cảm công việc ngập đầu anh và cháu đi đâu cả khôi hỏi chị chị huệ tươi cười cô thủy không nói gì với khôi à khôi ngạc nhiên không dạo này tôi bận nên có gặp cô ấy cũng chỉ nói với nhau vài câu anh nhà tôi đi liên xô rồi ô thế hả? À? sao không cho tôi biết để liên hoan tiễn anh anh ấy được cơ quan cho đi lao động cũng là cách giải quyết chính sách nhà này không nên nỗi thiếu tiền nhưng để anh ấy đi cho biết thế nào là nước ngoài còn các cháu hôm nay về bà ngoại chơi hôm nay chị nghỉ bán hàng à ờ quanh năm bán hàng bãi cũng mệt tiền kiếm đủ ăn là được rồi thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi cho thư giãn đầu óc chị mời khôi đến có việc gì không khôi hồi hộp hỏi à có mấy việc muốn bàn với khôi thứ nhất anh đỗ đi vắng còn chiếc xe cúp tắm hai để không tôi nghĩ khôi cứ lấy mà dùng đi lại bằng xe ôm tốn kém lắm khi nào anh đỗ về thì trả lại mà nếu không lúc nào có tiền muốn đưa bao nhiêu cũng được chị tốt với tôi quá khôi xúc động nhìn chị huệ chị đã cho vay tiền giờ lại cho mượn xe tôi chưa làm gì để giúp chị thật khó nghĩ quá tôi rất quý cô thủy và chú hưng và khi gặp khôi cũng quý khôi như vậy đừng suy nghĩ gì công việc của khôi cần phải có phương tiện đi lại đằng nào cũng phải mua xe trong khi tiền nông lại đang phải đầu tư vào xí nghiệp nên tiết kiệm được đồng nào đều tốt xe để không có khi nó cũng hư hỏng vậy thì tôi xin mượn khi nào anh đỗ về, tôi trả bằng xe mới. Cái đó tùy khôi. Còn việc thứ hai, tôi có chị bạn ở Sài Gòn lấy chồng Đà Lạt. Tôi có gửi cho nó một ít thuốc hỏa long của khôi. Nó uống một tháng nay, bệnh khớp đã đỡ nhiều. Nó gửi thư cho tôi mời khôi lên Đà Lạt chơi. Vừa coi thêm bệnh cho nó, vừa để bàn mở một cửa hàng đại lý. Vì nhà nó mang ngay mặt phố, lại ngay cạnh chợ. Và lại ở Đà Lạt nguồn dược liệu cũng khá phong phú. Có thể khôi sẽ cần. Vậy nên tôi định mời Khôi đi với tôi lên Đà Lạt, ý khôi thế nào? Khôi mừng rỡ ra mặt. Được thế thì rất tốt. Tôi cũng đang cố định mở đại lý trên đó, nhưng chưa đi Đà Lạt lần nào. Theo chị thì đi mấy ngày là được. Đi xe hơi từ đây lên Đà Lạt mất độ 7 tiếng. Ta cứ đi một ngày về một ngày. ở đó thăm Đà Lạt và bàn công việc một hai ngày. Vậy thì ta đi vào thứ sáu, ở Đà Lạt thứ bảy, chủ nhật thứ hai về. Chị thấy có được không? Ừ, vậy cũng được. Ta đi xe đò nhé đi xe đò mệt lắm. Tôi có cô bạn nhà rất giàu, cô ấy có xe hơi riêng. Tôi đã hỏi mượn rồi, ta đi xe đó cho tiện. Dọc đường cũng lên Đà Lạt để Khôi còn đi thăm quan vì Khôi chưa biết Đà Lạt ra sao. Vậy thì bao giờ ta đi? Khôi băn khoăn hỏi chị Huệ. Tuần này đi luôn, tôi sẽ qua đón Khôi. Hôm nay ở đây dùng cơm với tôi, Khôi có rảnh không? Khôi cáo từ vì công việc đang rất bận, anh cũng nghĩ trong đầu phải thu xếp công việc trong mấy ngày đi vắng như thế nào để không bị ảnh hưởng lần đầu tiên được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt diệu của đà lạt khôi thấy người nhẹ nhõm và thanh thản vô cùng quả thật từ ngày vào trong này kiếm sống anh bận bịu suốt ngày với công việc chả mấy khi đầu óc được thư thái nay được bứt ra khỏi công việc thả hồn vào thiên nhiên thơ mộng của cao nguyên anh thích thú thực sự trong lòng khôi thầm cảm ơn chị huệ khôi nghĩ trong đầu phải cố gắng phát triển xưởng thành một xí nghiệp lớn làm ăn phát đạt khi đó mình phải chọn một món quà giá trị để biếu chị lên đến đà lạt đã là buổi chiều khôi thấy lạnh chị huệ lấy trong túi ra một chiếc áo gió đưa cho khôi khôi ngạc nhiên vì sự chu đáo của chị chị huệ cười mặt rạng rỡ chỉ có khôi chưa biết đà lạt mới ăn mặc phong phanh thế này thôi à mới đấy chắc khôi mặc rất hợp khôi vui vẻ chị chu đáo thực sự gia đình bạn chị huệ tiếp đón khách thật chu đáo và lịch thiệp bữa cơm chiều thịnh soạn được tổ chức ở nhà hàng trong khách sạn hải sơn một khách sạn nằm ngay chợ đà lạt chủ nhà bố trí ba phòng trên đầu để chị huệ khôi và ông tài xế già ở cơm nước xong mọi người lên phòng chị huệ chơi nhân tiện khôi xem bệnh cho chủ nhà và kê toa thuốc sau đó chị bạn của chị huệ cùng chồng cáo lui và hẹn sáng hôm sau sẽ đón mọi người đi thăm phong cảnh đà lạt và đi xem cửa hàng để làm đại lý cho khôi tiễn mọi người về ông tài xế già xin phép chị huệ không nghỉ ở khách sạn nữa mà về nhà người em gái ở gần đồi cù còn lại hai người chị huệ rủ khôi đi dạo đêm các đường phố của đà lạt vừa đi dạo vừa chụp ảnh phong cảnh đêm quanh hồ xuân hương Mãi đến 11 giờ, hai người mới về tới khách sạn. Nghe nói Đà Lạt thơ mộng, nhưng có đi chơi buổi tối như hôm nay mới thấy thật thú vị. Sau này dù bận thế nào, mỗi năm cũng dành ít nhất một tuần lên Đà Lạt, nhất là đi dạo đêm. Chiều Huệ cười lớn. Sợ Khôi đưa vợ con vào, công việc bận không còn thời gian đâu. Về phòng mình, Khôi đóng cửa, khóa trái lại và chui vào nhà tắm, xà nước nóng và bồn, pha nước lạnh cho vừa, rồi cởi quần áo nhảy vào, cơ thể đang mỏi mệt bỗng như tan biến trong bồn nước ấm áp kích thích thật khoan khoái lạ lùng tắm xong khôi ra phòng khách ngồi pha ấm trẻ sen bảo lộc uống một tách rồi lên giường đắp chăn ngủ giấc ngủ mơ màng rồi chìm sâu lúc nào khôi chẳng biết bỗng có tiếng chuông điện thoại reo vang trong phòng khôi giật mình choàng dậy mắt vẫn díp lại từ đầu dây bên kia tiếng chị huệ hồn hển khôi đã ngủ chưa có chuyện gì không chị Khôi sang ngay phòng tôi, tôi đau bụng quá, người rất khó chịu, muốn ói. Khôi vội vàng trở dậy mặc quần áo rồi chạy sang phòng chị Huệ. Khôi gõ cửa, tiếng chị Huệ vọng ra. Tôi mở khóa rồi đó, Khôi cứ mở cửa vào đi. Khôi vặn cửa bước vào, rồi đi lại gần giường chị Huệ. Chị Huệ trùng chăn đến cổ, nằm quay mặt vào trong tường. Chị bị sao vậy? Khôi lo lắng. Khôi đóng cửa vào đi, gió lạnh quá. Khôi vội chạy ra sập cửa vào, sau đó anh bật đèn trong phòng cho sáng. Chị Huệ vội quay ra kêu lên. Khôi tắt hết đèn sáng đi, chỉ để đèn ngủ được rồi, tôi bị trói mắt quá. Khôi luống cuống tắt đèn điện rồi anh quay vào gần giường chị Huệ, giọng bối rối. Chị thấy trong người thế nào? Tôi tắm xong lên giường được một lúc thì đầu vắng vất, ra nhà tắm ói một trận. Bây giờ thấy người lạnh và đau bụng. Khôi lấy lọ dầu trong cái bóp, xoa đầu giúp tôi, chắc trúng gió rồi. Huệ ôm chặt chăn ngồi dậy. Lúc này Khôi mới để ý, chị ở trần, trên người không có mảnh vải nào ngoài tấm chăn cuốn ngoài. Anh mong thấy trong người nóng lên, vô cùng bối rối, không dám nhìn thẳng vào chị. Khôi lúng túng, không biết nên làm gì, thì Huệ đã nói. Ngại gì nữa, tôi là bệnh nhân, Khôi là thầy thuốc, có gì đâu phải bận tâm, tôi lạnh quá trời. Khôi xoa dầu nhanh lên. Khôi đành phải liều, vén chăn ra, xoa dầu cho Huệ. Anh hoa mắt lên trước một cơ thể trắng ngần và đầy sức sống, Quả thật Khôi mới chỉ hai lần trong đời được nhìn cơ thể phụ nữ một cách gần gũi như vậy. Một là vợ anh và bây giờ là Huệ. Xoa hết lưng Huệ xoay người ra, tay Khôi như níu lại trước khuôn ngực căng phòng đang nâng lên hạ xuống gấp gáp theo nhịp thở của Huệ. May thay, mắt Huệ nhắm nghiền, chứ không thì Khôi chỉ còn nước muốn độn thổ. Xoa hết cổ và ngực, Khôi xoa dần đến bụng. Hồi mới gặp Huệ, Khôi bỗng thấy gương mặt và dáng người Huệ rất đẹp. Bây giờ đối mặt với những đường cong tuyệt tác trên cơ thể, Khôi bỗng thấy dạo dực và thầm nghĩ Huệ đẹp tuyệt vời. Khôi dừng tay ở vùng bụng định đứng dậy thì Huệ đã kêu lên. Tôi đau bụng quá, xoa mạnh vào vùng bụng đi. Thế này thật bất tiện quá, chỉ có thể tự xoa được mà. Huệ sẵn giọng, giờ hơi quá, ngựa cái gì? Đột nhiên Huệ kéo chăn xuống phía dưới, Khôi run rẩy, mồ hôi vã ra trên trán. Anh không dám nhìn vào phía bàn tay mình nữa, dốc dầu xoa như một cái máy, đầu óc căng lên. Được một lúc khôi không thể nào xoa dầu được nữa, khi cái chăn đất tự tụt ra khỏi giường và trước mặt anh là một pho tượng sống trắng ngần với những đường nét uyền truyền sinh động mê hồn. Khôi ôm trầm Lý Huệ, họ không nói gì thêm cả, chỉ có hơi thở gấp gáp với những chuyển động của hai cơ thể, một cơn tráng vầm váp, một mềm mại căng phòng và rực cháy. Không còn khái niệm về thời gian, chỉ có sự khao khát bị dồn nén lâu ngày, bây giờ mới được giải tỏa không còn danh giới cho sự tình táo chỉ còn sự say mê cuốn hút khôn cùng bất chợt trời đổ mưa to và một luồng chớp bỗng lóe sáng ngoài cửa kéo theo tiếng nổ vang trời khiến khôi sực tỉnh hai người rời nhau khôi trở dậy kéo chăn đắp kín người cho huệ còn anh trở dậy vội vã mặc quần áo khôi cảm thấy khát nước anh rót một cốc nước lọc thật đầy rồi mang đến bên giường đưa cho huệ huệ uống một mạch hết cốc nước Khôi cũng rót một cốc nước đầy làm một hơi cạn. Anh ngồi xuống giường, mặt bẩn thần. Xin lỗi Huệ về việc vừa rồi, có giận không? Huệ im lặng, vai rung rung, hình như đang khóc. Giận Khôi lắm phải không? Khôi thật hư đốn, không hiểu sao lúc ấy Khôi lại có thể hành động như vậy, may mà. Khôi đừng nghĩ ngợi nhiều. Chính là tôi chủ động dâng hiến tất cả. Nhưng có lẽ đó là duyên số, tôi và Khôi không đi đến đâu cả. Tại sao Huệ lại có ý nghĩ như vậy? khôi luôn kính trọng và yêu quý huệ huệ đã coi khôi như một người thân về đạo lý thì là như vậy nhưng là con người thì không tôi là đàn bà khôi là đàn ông tôi cũng có thể yêu khôi có thể hiến dâng cho khôi và tận hưởng những gì mình muốn tôi và khôi đâu có quan hệ gì ruột thịt nhưng còn anh đỗ anh ấy sẽ nghĩ sao khi giữ khôi và huệ lại làm những chuyện như vừa rồi khôi không thể nào hiểu được quan hệ chúng tôi tôi cũng yêu anh ấy nhưng biết bao năm anh ấy chưa một lần làm cho tôi được thỏa mãn chưa kể anh ấy còn hay bia bọt và cả bồ bịch nữa tôi không bao giờ muốn mình là kẻ ăn nem khi anh ấy ăn trà nhưng tôi có quyền được hưởng hạnh phúc của mình chứ ngay cả vừa rồi đây nếu giữa chúng ta có trọn vẹn với nhau sự đam mê thì cũng là chuyện của riêng chúng ta chỉ là một người đẹp tuyệt vời chính vẻ đẹp ấy đã làm khôi không tự chủ được chúng ta biến thành một kẻ khác và đã biến mối quan hệ của chúng ta thành một quan hệ không bình thường chắc chắn người đời phán xét và lên án những gì đã qua, xin lỗi hãy để cho nó qua. Khôi rất khó quên chuyện này, nhưng rõ ràng là chúng ta nên trở về điểm dừng trước đó. Đừng nói thêm nữa, tôi chỉ nói với Khôi điều này. Tôi luôn quý Khôi, Khôi lại càng không phải của tôi. Tôi mong rằng khi đưa cô ấy vào, ngoài công việc, Khôi cũng nên dành thời gian chăm sóc gần gũi cô ấy. Phụ nữ có chồng, có con, rất cần sự quan tâm giúp đỡ của chồng, dù là chuyện nhỏ nhất. Cuộc sống thị thành có nhiều cám dỗ, nhiều khi rất dễ mềm lòng, những gì đã có được nên cố gắng gìn giữ đừng để nó mất đi khôi hiểu xin cảm ơn huệ khôi về phòng mình đây chúc huệ ngủ ngon huệ vùng dậy ngồi trên giường đưa tay hất mái tóc đang sổ tung ra phía sau và vẫy khôi tôi muốn khôi hãy hôn tôi một lần và chỉ một lần mà thôi khôi không còn cách lựa chọn nào khác hơn anh bỗng thấy thương huệ lạ lùng khôi vòng tay kéo huệ vào lòng cùng nụ hôn nồng cháy bỗng nhiên khôi thấy mắt cay xè và cùng lúc đó những giọt nước mắt từ khóe mắt Huệ tràn xuống gò má, xuống miệng anh mặn chát. Khôi buông tay ra, đặt Huệ nằm xuống nhẹ nhàng và kéo chân cho Huệ, rồi lặng lẽ về phòng mình. Giấc ngủ đến với anh thật nhanh. Sau chuyến đi Đà Lạt, Khôi tức tốc bay ra Hà Nội và từ Hà Nội về ngay quê. Bàn bạc với gia đình, chuyển nhàn và các con vào thành phố. Sau một tuần, cả gia đình Khôi đã có mặt tại nhà Thủy, khôi đã tự mình cảm thấy dì minh hoàn toàn có lý khi khuyên anh đưa vợ con vào sống cùng một nơi vì khi quen biết thuận ý và chị huệ sau tất cả những gì đã diễn ra anh bỗng thấy thấm thía một điều mọi chuyện đều có thể xảy ra không thể lường trước được và hạnh phúc gia đình thật mong manh theo lời khuyên của thủy khôi cho lắp điện thoại tại nhà dì minh trong bộ ngủ của anh và một trong sườn sản xuất khôi gọi điện cho thuận ý ở đầu dây thuận ý reo lên Ủa, anh còn nhớ số điện thoại của em sao? Khôi phân bùa. Từ bữa mình gặp nhau đến nay, anh bận nhiều việc quá. Mấy lần định ra bưu điện gọi, nhưng giờ khuya chẳng có nơi nào làm việc cả. Hôm nay anh có điện thoại mới gọi được cho em. Em khỏe không? Chờ điện thoại của anh lâu quá muốn bệnh rồi đó. Từ nay đêm nào anh cũng sẽ gọi cho em. Đừng có xào nữa anh, em chẳng hy vọng mình lại được có diễm phúc ấy. Ba em có khỏe không? Ba em vẫn bình thường. Em nói với ba, anh gửi lời thăm cụ. Nhờ sự chỉ dẫn của cụ, công việc của anh đang tiến triển rất tốt anh mở sừng sản xuất rồi đúng không khôi ngạc nhiên em biết rồi ư biết còn biết anh đưa bà xã vào nữa kia khôi ngạc nhiên thật sự ơ ai nói với em anh làm gì em cũng biết hết chỉ có anh là không biết em sống hay chết thôi khôi bỗng thấy ngượng với chính mình thì ra cối luôn quan tâm theo dõi đến mình còn mình thì đúng là đã không nghĩ đến cố anh xin lỗi em anh bận tối mắt tối mũi vừa xây dựng cơ sở sản xuất mới vừa phải lo bán hàng nhiều hôm khuya về đến tận nhà là đặt lưng xuống ngủ như chết rồi thế nên quên em là phải thuận ý trách móc giọng cô nghẹn ngào anh muốn gặp em khôi dỗ dành em bận mà thôi anh còn nhiều việc cứ tập trung vào công việc đi không công việc thì chẳng lúc nào hết anh muốn được nhìn thấy em không em rất bận công việc ở cơ quan lâu quá tại sao không phải là gặp nhau mỗi ngày nhỉ anh cũng nghĩ vậy ư ừ nhưng mà thôi tính em rất nguyên tắc em đi ngủ đây bây giờ em chỉ dặn anh một việc có thời gian rảnh nên đến thư viện tìm sách quản trị kinh doanh mà đọc sau này công việc ổn định nên cố gắng học hàm thụ đại học vậy nha em cúp máy ờ khoan đã cho anh nói với em một điều này khôi cố tình trì hoãn nhưng không kịp khôi đặt máy xuống mặt thẫn thờ anh lập tức bấm máy nhưng đầu dây bên kia chỉ có những hồi chuông đổ dài Được sự giúp đỡ tận tình của bác sĩ Thành, sửa ngũ long dược phòng với năm sản phẩm chủ yếu đã dần dần có mặt tại các quầy thuốc trong thành phố. Cũng nhờ có các thông tin quảng cáo trên một vài tờ báo, nhiều người ở các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ đã tìm đến cơ sở để mua thuốc. Khôi suy nghĩ rất nhiều về những điều cụ Đại Lâm gợi ý. Anh quyết định đi tìm hiểu tình hình ở một số tỉnh. Đầu tiên, anh lên Đắk Lắc, vừa là thăm lại khu kinh tế của tỉnh, nơi đã ba tháng định ở lại lập nghiệp vừa là tìm hiểu tình hình thị trường thuốc tại thủ phủ tây nguyên quan sát cuộc sống của đồng bào các dân tộc anh thấy cuộc sống của họ có nhiều khó khăn thiếu thốn bệnh tật rất nhiều những loại thuốc của ngũ long hoàn toàn có thể phát triển được ở đây khôi đi các nhà thuốc đem từng gói thuốc ra giới thiệu tỉ mỉ với họ để thuyết phục họ làm đại lý cho mình biết rằng chi phí vận chuyển lên tây nguyên sẽ làm cho giá thành mỗi gói thuốc sẽ tăng cao nhưng anh quyết định giữ giá bán bằng giá ở thành phố và cho đại lý hưởng hoa hồng cao hơn các đại lý ở thành phố nghĩa là chấp nhận lỗ trong thời gian đầu cuối cùng thì một cửa hàng dược ở trung tâm đã nhận làm đại lý cho anh ký hợp đồng xong khôi vội vã quay xuống nhà trang cũng với cách làm như trên trong ba ngày khôi đã tìm thêm được hai đại lý là cửa hàng của công ty dược nha trang và một cửa hàng tư nhân Trở lại thành phố, kiểm tra việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được vài ngày, khôi lại nhảy xe đỏ đi Mỹ Tho, Cần Thơ và Bạc Liêu, gây dựng đầu mối tiêu thụ. Kết quả thật bất ngờ, ở mỗi tỉnh khôi xây dựng mối quan hệ với một đến hai đại lý. Để tạo thế vững chắc cho sản phẩm của mình, khôi bàn bạc với bác sĩ Thành xin phép được mở các lớp huấn luyện đào tạo kiến thức cơ bản về khám chữa bệnh kết hợp trong các khóa huấn luyện chuyên môn. Như vậy khôi còn dạy thêm võ thuật, chủ yếu là võ dưỡng sinh và khí công phục vụ cho chữa bệnh và nâng cao thể lực. Bác sĩ Thành rất tán thành với ý tưởng của Khôi và bàn thêm với cụ Lâm để thảo đề cương gấp cho Khôi. Sau khi thông báo chiêu sinh, đã có trên 50 học sinh đến nhập học. Vì bạn điều hành sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, Khôi đến nhà cụ Lâm mời cụ tham gia giảng bài. Cụ Lâm không thể đi dạy được vì sức khỏe của cụ có vấn đề. Cô chuyển cho anh giáo án và cho Khải xuống giúp việc trợ giáo để khôi dành thời giờ điều hành sản xuất và chỉ đạo tiêu thụ sản phẩm. Công việc xoay như trong trống khiến khôi mệt nhoài. Thái ở nhà trực tiếp trông coi sản xuất, thấy vậy nói với khôi. Cậu phải tìm một người trợ lý tin cậy và giao bớt công việc để họ triển khai, chứ ôm đồm thế này tôi thấy không ổn. Cậu xuống sức nằm ra đấy thì gay go lắm. Khôi cười, mặt hốc hác thảm hại. ờ à, có lẽ cũng phải thế, để mình bàn bạc với bác sĩ Thành. Nhưng đúng là lúc này mà không làm thì cũng kẹt công việc đang tiến triển tốt, phải cố thôi. Trong lúc hai anh em đang nói chuyện thì bác sĩ Thành dẫn một người đàn ông chạc ngoài 40 tuổi vào phòng khôi giới thiệu. Đây là anh Chính, một cán bộ quân đội chuyển ngành, là cán bộ quân y, tôi muốn giới thiệu để hai anh em làm quen với nhau. Anh Chính vui vẻ bắt tay khôi và thái, bác sĩ Thành nói tiếp. Công việc của hội chữ thập đỏ rất bận, tôi không thể dành thời gian cho ngũ lăng dược phòng được nữa, trong lãnh đạo đã bàn và cũng xin ý kiến phòng y tế quận. Từ nay, hội cử anh Chính xuống phòng để làm việc với cơ sở. Ý khôi thế nào? Khôi nhìn anh Chính, thấy anh là người đàng hoàng trững trạc, lại là bộ đội quân y đã chuyển ngành do bị thương tật. Khôi rất có cảm tình. Anh nói với bác sĩ Thành. Anh Chính lại là đảng viên. Như vậy có thể đề nghị anh làm giám đốc. Em xin làm phó giám đốc phụ trách kỹ thuật. Bác sĩ Thành tươi cười. Khôi rất trùng với ý lãnh đạo hội. Quay qua chính, bác sĩ Thành nói anh nên cố gắng hỗ trợ cậu khôi để chúng ta xây dựng sửa ngày càng vững mạnh đến một lúc nào đó ta sẽ nâng cấp lên thành xí nghiệp mong rằng anh em đoàn kết bà ban nhau mà làm anh chính nói với bác sĩ thành xin anh yên tâm em cũng nói thật là em đứng ra phụ trách chung chung vậy thôi vì em là tây y còn đông y chỉ biết võ vẽ nên thực tế mọi việc anh khôi phụ trách là chính lớp học đầu tiên do ngũ long dược phòng chiêu sinh đã bước vào tháng thứ hai trong số các học viên đến dự lớp Khôi thấy có một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, rất chăm chỉ. Mỗi lần đến giảng bài, Khôi thấy cô ta cứ thỉnh thoảng lại liếc mình rồi đỏ mặt. Một hôm lớp học buổi tối tan, cô nán lại đợi Khôi ở ngoài sân. Khôi gấp sổ sách giao án cho vào túi, đi ra khỏi lớp, đến bên. Tôi chưa được biết tên chị. Em là Thắm, quê em ở Bến Tre. Thầy đông học trò quá nên chưa biết đấy thôi. Khôi thấy người phụ nữ này có khi bằng tuổi mình hoặc hơn mà cứ xưng em ngọt sớt nên cũng lúng túng. Nghĩ một lát Khôi nói Thôi tôi nghĩ chúng ta nên xưng hô tên với nhau cho tiện Thắm đỏ mặt Tuy thôi ạ Khôi hỏi tôi nói giọng bác giảng bài Anh chị có nghe rõ không Dạ thầy giảng bài hay lắm ạ Không động viên tôi đấy chứ Khôi cười Không trong số các thầy dạy ở lớp em rất ngưỡng mộ thầy Nhất là khi học võ em có cảm nhận là thầy có võ công rất cao Hai người rất xe ra khỏi cổng trường Khôi hỏi Thắm về có xa không Dạ em ở quận 3, em có mướn một căn nhà nhỏ ở đó, Vậy tiền đường tôi đưa thắm về nhé. Phụ nữ đi đêm không tiện lắm đâu. Thắm bối rối, sợ làm phiền thầy thôi ạ. À? Khôi cường quyết. Thôi đừng ngại, tôi đưa cô về. Về đến nhà thắm, Khôi thấy có bốn bé gái đang chơi với nhau. Thấy thắm về cùng một người khách lạ, chúng quanh tay chào Khôi, chào mẹ và chạy lên gác xếp. Khôi nhìn quanh căn nhà, thấy nó chỉ độ hơn chục mét vuông và cái gác xếp, đồ đạc sơ sài. Thầy thông cảm, hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, chỗ ở chật chội, nhà lại không có đàn ông nên không có thuốc lá, có trà đãi thầy khôi xua tay không sao tôi không nghiện thuốc cũng không nghiện trà thắm đăm chiêu mặt lộ vẻ xúc động trà giấu gì thầy hoàn cảnh của em rất éo le vợ chồng em có được hai cháu thì bất đồng quan điểm chúng em phải xoay sở nuôi hai cháu mấy năm nay bây giờ thì đã khá hơn chứ hồi trước cực lắm vậy còn hai cháu nữa khôi tò mò thắm thở dài <laughs> hai cháu đây là con chị dâu khi anh trai em lâm bệnh chết được vài tháng chị ấy cũng lâm bệnh biết chẳng qua nổi chị ấy gọi em vào năn nỉ tôi chẳng sống được nữa đâu tội nghiệp hai cháu nhỏ quá tôi chẳng biết trông cậy vào ai mong thím động lòng thương các cháu khi ấy em thực sự xúc động nắm bàn tay lạnh ngắt của chị ấy và hứa rằng chị yên tâm em sẽ chăm sóc lo các cháu như con của em ngay sau đó chị ấy nở một nụ cười cuối cùng rồi vĩnh viễn ra đi thắm cúi đầu nấc lên hồi với hai dòng nước mắt lã chã rơi anh bỗng thấy thương Thắm lạ lùng và trong tâm tâm anh nghĩ phải dạy giúp cô này thêm về kiến thức y học và cố gắng giúp đỡ cô ấy mở một vòng mạch mới được. Chứ nếu để cô ấy xoay sở một mình nuôi bốn cháu thì thật quá sức. Khôi móc túi lấy ra 30 đồng đưa cho Thắm. Tôi gửi cho các cháu một chút quà. Thắm phải nhận tôi mới vui được. Thắm dãy này. ấy chết, xin thầy đừng làm thế. Em biết thầy cũng gặp rất nhiều khó khăn về tiền nong, đâu có giàu có gì. Em tự lo liệu bao năm nay còn được nữa là bây giờ. Khôi nghiêm mặt. Đây là chút tình cảm, cô đừng ngại. Tôi hứa với cô sẽ tìm cách giúp đỡ cô, để cuộc sống của cô đỡ vất vả. Có điều là cô phải cố gắng để theo học đều, đừng bỏ giữa chừng. Thắm bối rối, dâm dâm nước mắt. Em xin cảm ơn thầy, thầy làm em khó nghĩ quá. Những gì thầy dặn, xin thầy cứ tin, em nhất định sẽ làm được. Khôi rời nhà thắm, trong lòng không hết băn khoăn. Anh bỗng nhận ra một điều. Trong cuộc sống vẫn còn không ít người có hoàn cảnh đặc biệt, còn long đong vất vả hơn mình nhiều anh liên hệ với cuộc đời mình thấy mình đã cực khổ nhưng sức chịu đựng và nghị lực vươn lên như cô thắm này anh thấy mình càng khâm phục một phụ nữ có nghị lực như vậy càng nuôi trong anh một ý chí vươn lên mạnh mẽ không chỉ vì bản thân mình mà vì cả những người xung quanh mình nữa công việc của ngũ long đang tiến triển tốt thì một sự cố xảy ra thanh tra quận tổ chức kiểm tra giấy phép hành nghề của khôi và khi thấy đã đủ thủ tục họ xoay sang yêu cầu trình giấy phép mở lớp đào tạo y học cổ truyền và dạy võ thuật đến nước này thì cả bác sĩ thành và khôi bị động hoàn toàn khi biết lớp dạy y học cổ truyền và võ thuật không có giấy phép ông chử thanh tra quận cho lập biên bản về việc vi phạm quy chế hành nghề và ra quyết định đình chỉ việc mở các lớp học của ngũ long khôi cùng anh chính và bác sĩ thành ngồi họp lại với nhau tại văn phòng hội chức tập đỏ quận bác sĩ thành buồn bã Tại sao bên thanh tra này làm dữ như vậy nhỉ? Anh chính không giấu được về bực dọc. Có kẻ nào đó muốn phá chúng ta đây mà. Cái tay chủ này vốn không ưa gì tôi. Và hồi công tác ở phường, tôi đã mắng cho hắn một trận. Khi quân quán vòi tiền, tôi làm đơn kiện và suýt nữa hắn bị chuyển công tác đấy. Đây là đòn trả thù thôi. Khôi nói với bác sĩ Thành, hay là ta tiếp tục xin phép mở các lớp huấn luyện y học và võ thuật. Anh chính nói ngay, không ổn đâu. Thế này là lão chủ sẽ còn tiếp tục phá, Xin giấy phép sau khi đã có vi phạm, chắc chắn cơ quan cấp giấy phép cũng không ủng hộ ta đâu. Cây gốc là việc làm của chúng ta xuất phát từ động cơ tốt chứ không có ý đồ xấu. Còn chuyện trước có đầy đủ thủ tục thì ta sẽ làm đầy đủ. Cho nên theo tôi, cứ tạm thời ngưng lớp học lại đã rồi sẽ tính toán. Bác sĩ Thành và Khôi cũng thấy anh chính có lý nên đồng ý cho lớp học kết thúc sớm. Vừa giải quyết xong chuyện với thanh tra quận thì Khôi và anh chính cùng bác sĩ Thành lại phải tiếp một cán bộ là công an điều tra của quận. Trung úy công an gặp riêng bác sĩ Thành nửa tiếng đồng hồ, sau đó gặp riêng Khôi. Trung úy công an giới thiệu tên và nói với Khôi: Chúng tôi nhận được đơn tố cáo về một số việc làm sai trái của anh. Chúng tôi đã xác minh và thấy có thể kết luận được những gì tố cáo trong thư là không đúng sự thật. Nhưng còn một chi tiết chúng tôi muốn xác minh thêm về việc ạ? Khôi hồi hộp. Về chuyện anh trốn chạy. Trung úy công an thẳng thắn nhìn Khôi. Khôi nghĩ ngợi một lát rồi nói. Việc này tôi nghĩ không đáng để các anh phải bận lòng. Tôi có thể giới thiệu anh với đại tá Xuân Hà, cán bộ ở Cục Cảnh sát Trại Giam ở trong này. Anh sẽ hiểu rõ tình hình thôi. Khôi nói xong lấy cái ví trong túi, mở ra lấy tấm danh thiếp của đại tá Xuân Hà đưa cho Trung úy Công an. Trung úy Công an cầm tấm danh thiếp, anh nứt qua nhanh rồi cho vào cặp và đứng dậy bắt tay, tạm biệt. Khôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mấy hôm sau, anh Hà gọi Khôi đến cơ quan vào phòng riêng của anh nói chuyện. Tớ thông báo cho cậu biết, bên thanh tra quận kiến nghị với công an quận cho bắt cậu đấy. Ờ, bị tội gì ạ? À? Khôi hốt hoảng. Nhiều tội lắm. Tội thứ nhất là mở lớp học võ âm mưu xây dựng lực lượng gây dối trật tự xã hội, hình thành băng nhóm vì cậu là kẻ đã ở tù ra. Tội thứ hai là mở lớp dạy y học cổ truyền cho học trò các tỉnh trong khi chưa có giấy phép. Hẳn đây là chủ trương hình thành băng bán thuốc dạo kém chất lượng đánh lừa người tiêu dùng. Tội thứ ba, cậu là tên gián điệp nguy hiểm do nước ngoài cài vào để tập hợp lực lượng ở khu vực chợ lớn. Khôi nghe anh Hà nói, mà thấy khắp người nóng gian như có đàn kiến đang bò, mồ hôi vã ra như tắm. Anh Hà nhìn bộ dạng Khôi, biết là cậu ta đang sợ vãi linh hồn, bèn phá ra cười rồi vỗ vai. <laughs> Thôi, yên trí đi, cán bộ điều tra của quận đã lên đây làm việc với mình rồi trung quy lại là gì cậu đã chọn đúng và mảnh đất mà thuốc đông dược đang thịnh hành để cạnh tranh vậy là gây sự khó chịu hai nữa cậu không nắm được thủ tục pháp lý cần phải có cho các hoạt động của mình cậu đã biết thương trường là cạnh tranh quyết liệt là cá lớn nuốt cá bé nhưng mà thôi cơ quan điều tra đã kết luận không có chuyện gì đâu có điều là từ nay nên cẩn thận hơn trong mọi chuyện Khôi hỏi anh Hà. Hôm nay, chị tập vận động thế nào? Anh Hà vui vẻ, khá hơn rất nhiều. Khôi thở vào nhẹ nhõm. Thôi, em xin phép anh về. Chủ nhật này, em sẽ lại châm cứu và bấm huyệt tiếp. Anh Hà tiễn Khôi xuống tận cầu thang. Khôi nghĩ thầm. Hóa ra, ở đời, sự quen biết chân tình đôi khi cũng có lợi rất nhiều. Rõ ràng là trong cuộc sống, nếu không có bạn bè, người thân giúp đỡ, nhiều khi một mình không thể vượt qua được những khó khăn thử thách. Các cụ nói, giàu vì bạn là vô cùng thâm túy. Kể từ ngày vào thành phố, đến nay đã được một thời gian dài, nhàn bắt đầu cảm thấy cuộc sống của người nội trợ trong gia đình tẻ nhạt và mệt mỏi. Thêm nữa, khôi bận công việc túi bụi, nên thời gian để vợ chồng gặp nhau rất ít, thường là những lúc đêm khuya mới giáp mặt nhau và chỉ nói với nhau vài câu là đi ngủ khoảng thời gian thừa rất nặng nề với nhàn vì thường bị mất ngủ do phải chờ đợi khôi đôi khi anh về đến nhà ăn vội bắt cơm tắm rửa xong là lăn ra ngủ nhàn phàn nàn chuyện này với thủy thủy khuyên chị nên bảo anh khôi đầu tư cho một cửa hàng thuốc bán cho vui nhàn cũng thấy có lý nên đem chuyện này ra bàn với khôi khôi ủng hộ ngay và anh nhờ một dược sĩ giúp cho đứng tên làm thủ tục kinh doanh thuốc kết hợp với thuốc đông nam dược của ngũ long Ngoài vốn dành dụng được, chị Huệ và chị Hoài cho nhàn vay thêm mấy cây vàng. Thế là nhàn bắt đầu có việc làm. Nhờ có công việc này mà nhàn bớt đi phiền muộn, thậm chí có lúc còn cảm thấy vui hơn. Năm 1991, để tăng cường quản lý công tác y tế, Bộ Y tế ra quyết định mới về thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất và lưu hành dược phẩm phải do Sở Y tế các tỉnh, thành phố cấp vậy là giấy phép quận cấp cho cơ sở sản xuất ngũ long không còn hiệu lực mô hình của cơ sở ngũ long trên giấy tờ các văn bản pháp lý bấy giờ chỉ còn là tổ hợp bác sĩ thành báo cáo ủy ban nhân dân quận và phòng y tế cho phép thành lập xí nghiệp nhưng hồ sơ được gửi lên đã ba tháng mà vẫn chưa thấy lại chờ thủ tục pháp lý do cơ chế quản lý thay đổi khiến khôi nôn nóng vô cùng buồn bã anh gọi điện cho thuận ý thuận ý động viên khôi dáng chờ đợi khôi nghe theo lời khuyên của cô nhưng trong lòng cảm thấy không được nhẹ nhõm một bữa thấy cha rảnh rỗi thuận ý lại bàn trà pha nước mời cha rồi tỉ tê nói bà công việc của anh khôi gần như bị đình chỉ theo quy định mới của nhà nước từ nay các phường y tế cấp quận không được cấp giấy phép hành nghề y dược tư nhân xưởng của anh ấy đang gặp khó khăn không biết nên tiếp tục theo mô hình nào ông đại lâm thở dài thằng này Số nó tiền vận lần đận lắm, mà cơ sở nền móng của sự nghiệp lại dựng trên đất chợ lớn là thánh địa của Đông Dược. Ngoài khó khăn về thủ tục pháp lý còn tránh sao chuyện cạnh tranh nghiệt ngã, có lẽ nó sẽ phải truyền địa bàn thì tốt hơn. Thuận ý nói với cha, hay là ba mời anh ấy về làm với nhà ta đi, ba với anh ấy hợp đấy. Không được đâu con à, ông Đại Lâm lại thở dài. Nó là đứa nặng nợ với đời, luôn mong muốn vì người khác. Và lại cung số và tướng mạo như nó thì không bao giờ chịu đứng sau ai đâu. Nó gần giống mệnh và số, cùng tướng mạo một nhân vật trong lịch sử cận đại Trung Hoa. Thuận ý một miệng xen giữa lời phán xét của ông bố. Giống nhân vật họ tưởng, phải không bác? Cô đại lâm lặng lẽ gật đầu, thuận ý nhún vai. Eo ôi, vậy là bốn vợ kia đấy. Cô đại lâm nói tiếp Khả năng về lý số, ba còn hạn chế lắm. Tuy nhiên, ba vẫn thấy rằng, về con với nó mà kết hợp với nhau, thì sẽ thành đạt, hạnh phúc. Nhưng chẳng ai thấu được ý trời. Thuận ý đỏ mặt, sao ba cứ nghĩ hoài về chuyện đó vậy? Anh hết chưa có vợ thì ba muốn gì con cũng nghe theo. Đằng này người ta có vợ có con, với lại con đâu có phải loại con gái ế chồng mà ba lo. Chúng con chỉ là bạn của nhau thì hợp. Cuộc sống không ai nói trước được điều gì. Cụ Đại Lâm trầm ngâm. Bà vẫn cứ linh cảm rằng nó và con sẽ có duyên nợ với nhau. Thằng này số nó vất vả về đường phu thê. Vợ nó sẽ phản bội nó. Toàn ý đỡ ba về phòng riêng của ông rồi lên giường nằm. Cô thao thức không ngủ được. Là con gái, vốn xinh đẹp, thông minh, lại được giáo dục kỹ lưỡng từ nhỏ, nên Toàn Ý học rất giỏi, năm nào cũng đứng đầu lớp. Học xong phổ thông, Thuận Ý thi đỗ vào trường đại học kiến trúc, tốt nghiệp kiến trúc sư, Thuận Ý quyết tâm học thêm một ngành nữa. Ông Đại Lâm muốn cô theo học đại học ngoại thương, Thuận Ý phụ cha khám bệnh và làm thuốc từ nhỏ, nhưng cô muốn học kinh doanh, không muốn theo con đường của cha và anh Khải mà muốn chọn một con đường riêng. Ngoài học trường đại học ngoại thương, khi về công ty Hải Âu công tác, Thuận Ý được phân công vào phòng xuất nhập khẩu khu vực Đông Âu và vì thế giao tiếp nhiều với khách người nga vốn tiếng nga của thuận ý rất vững do có năng lực công tác lãnh đạo công ty đã đề bạt cô làm phó phòng xuất nhập khẩu đông âu và đồng thời là trợ lý cho tổng giám đốc công ty hải âu là một cô gái xinh đẹp tháo vát vừa có trình độ học vấn lại có cá tính độc đáo thuận ý được rất nhiều chàng trai theo đuổi ngỏ lời cầu hôn nhưng cô đều từ chối cô có vẻ lạnh nhạt và coi thường đàn ông nhưng riêng với Khôi, cô thấy ở anh lại toát lên một sức mạnh tiềm mẩn với một khả năng đặc biệt, biết vượt lên hoàn cảnh, kiên trì, theo đuổi mục tiêu của mình. Lúc đầu cô cho rằng mình đến với anh chỉ là tò mò, thích khám phá một chàng trai bất kỳ, nhưng càng chơi với Khôi, tuần ý càng bị lôi cuốn bởi phong cách lãng tử, bởi tính quyết đoán, bởi sự nhạy cảm tinh tưởng và bởi những điều khó nói. Cô phải thừa nhận rằng, Ba cô có lý khi nói rõ ý định người gắm cô cho khôi. Nếu cho rằng đó là duyên phận tiền định thì cô không thật tin lắm vì đã có lúc cô không thể chấp nhận chuyện cặp bồ với người đàn ông đã có vợ chứ đừng nói là lấy họ. Nhưng bây giờ thì cô luôn phải nhìn nhận lại tình cảm của mình với Khôi. Điều đáng sợ nhất là cô luôn phải đối mặt với một sự thật. Cô đã cảm thấy nếu không có anh, thì cuộc đời cô sẽ tẻ nhạt biết bao. Trần chọc mãi, cuối cùng thuận ý bung này ra ý nghĩ. Hay là rủ khôi cùng đi sang Liên Xô, biết đâu chuyến đi này công việc của anh ấy lại tốt đẹp. Nghĩ vậy, cô gọi điện cho khôi. Ở đầu dây bên kia, ống nghe được nhấc kịp thời với giọng nói tỉnh táo mặc dù lúc này đã 12 giờ đêm. Tôi nghe đây. Em đây. Nhận ra giọng thuận ý khôi vui vẻ hẳn lên em chưa ngủ à chưa đang nghĩ đến anh đây khôi cười đang nghĩ tới anh là anh nào đây thuận ý cười có một đường dây còn nối được sang anh nào khác nữa mà nè nằm kênh vợ nói năng thế à dũng cảm nhỉ không người ta đang ngủ rồi anh đang ngồi uống nước một mình đây công việc của anh có hướng giải quyết gì chưa có may quá có người quen giới thiệu anh sang hợp tác xí nghiệp đông nam dược tam thành trời đất thế là số anh hên rồi đó đúng là có quý nhân phụ trợ anh và bác sĩ thành đang cố gắng xúc tiến công việc vậy nhân sự anh định thế nào thuận ý sốt ruột hỏi ông phó trưởng phòng y tế làm giám đốc và đã có một phó giám đốc thường trực kiêm phụ trách kinh doanh anh sẽ làm phó giám đốc kỹ thuật phải không không mình mới chơi nước chân giáo về được tiếp nhận là mừng rồi lo chi đến chức tước chức vụ nó đi đôi với quyền lợi chứ bộ mình có chuyên môn có vốn có sản phẩm công bằng mà nhận định thì đâu có thua gì họ đấy chính vì lẽ đó mà anh sẽ không chấp nhận chức sắc gì hết anh đã xin ý kiến bác sĩ thành rồi anh em đều thỏa thuận với phương thức hợp tác là hoạt động độc lập trên pháp danh của họ và hàng tháng nộp cho họ với định mức tài chính thỏa thuận à vậy hả thảo nào thuận ý nhớ lại ba mình nhận xét về khôi thấy thuận ý ngắt câu nửa chừng khôi hỏi lại em bảo thảo nào là thảo cái gì thuận ý không trả lời mà hỏi lại thế trong thời gian này anh đang dự định làm gì Vậy thì ngày mai mình gặp nhau sau giờ làm việc ở nhà hàng tiếp của Trịnh Công Sơn nhé. Em có chuyện quan trọng muốn bàn với anh. Rồi, ngủ ngon nhé. Chúc anh ngủ ngon. Hôm sau Khôi đến nhà hàng tiếp sớm hơn giờ hẹn. Anh ghé qua chợ mua một bông hồng nhung rất đẹp bọc trong giấy bóng kính để tặng cô. Mấy năm nay ở thành phố, anh có nghe nói đến quán ăn Huế của gia đình Trịnh Công Sơn, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh thấy đây quả là nhà hàng sang trọng và ấm áp ngồi uống trà nghe nhạc trịnh công sơn khôi thấy lòng sao xuyến hàng tháng nay chưa gặp thuận ý không hiểu cô thế nào đồng hồ chỉ 5 giờ kém 15 phút thì thuận ý xuất hiện khôi vừa nhìn thấy cô vào cửa lập tức đứng dậy ra đón thuận ý lộng lẫy trong bộ đầm trắng tươi cười chào khôi em không nghĩ là anh lại có thời gian để ngồi chờ em khôi cười nếu được ngồi chờ em thường xuyên thì anh sẵn sàng thu xếp công việc để đến sớm khôi đưa bông hoa tới sát tặng em. Cảm ơn anh. Thuận ý đón bông hoa, mặt lộ rõ vẻ xúc động trước cử chỉ không ngờ của Khôi. Cô đưa lên môi nặng lẽ thưởng thức hương thơm của hoa hồng. Thuận ý đặt hoa lên cái bóp rồi âu yếm nhìn Khôi. Khôi đưa khăn lạnh cho Thuận ý rồi cầm thực đơn đưa lại. Em chọn đồ ăn đi, hôm nay anh mời em đấy. Không, em mời. Thôi mà, anh đã làm ông chủ rồi, có còn nghèo như ngày xưa chúng mình mới gặp nhau đâu. Không, nếu không em không chọn đồ ăn đâu. Thuận ý phụng phịu cô nhượng bộ thuận ý và ít tiếp viên lại cô chỉ vào thực đơn cho hai phần cơm sẽ ăn sau trước hết cho gói mít và bánh một lọc anh uống gì nước lọc thôi ư khôi gật đầu thuận ý bảo tiếp viên vậy thôi có gì sẽ gọi sau khôi nhìn thuận ý bỗng thấy cô đẹp mê hồn đó có lẽ là cảm nhận đầu tiên sau một thời gian dài xa cách anh nói với cô giọng trìu mến em à anh bận quá không gọi điện cho em thường xuyên em thông cảm bởi em thì không cần khách sao thế làm gì thuận ý nhìn khôi dò xét một lát sau cô nói chúc mừng anh đã tìm được cơ sở mới khôi cười thật là may quá anh đang lo lắng không biết xoay sở thế nào bây giờ hóa ra lại có được cả một xí nghiệp em rất vui thuận ý ửng hồng gương mặt trông rực rỡ hẳn lên bây giờ thế này em với anh sẽ đi lên xô đi lên xô khôi ngạc nhiên em đùa đấy à sao lại đùa đi lao động à giờ hơi mà đi lao động à em không đùa đâu Công ty của em đang hoạt động rất mạnh tại Liên Xô. Em có trao đổi với chi nhánh ở bên đó. Các anh ấy nói thuốc đông dược của ta có thể bán được không chỉ ở cộng đồng người Việt Nam mà bán cho cả Tây nữa. Xu hướng của tiêu dùng thế giới là hạn chế sử dụng thuốc từ hóa chất mà coi trọng sử dụng thuốc có nguồn gốc từ thảo mộc để hạn chế các phản ứng phụ. Vì vậy em có ý định rủ anh đi cùng với em sang đó tìm hiểu thị trường. Sếp em có quan hệ thân thiết với một quan chức ở sư quán ta bên đó. Ta có thể nhờ liên hệ với Bộ Y tế Liên Xô để xuất khẩu thuốc sang cho họ. Vấn đề quan trọng nhất là sản phẩm mang sang chào hàng phải thật tốt và có dịch ra tiếng Nga. Hay quá! Cảm ơn em nhiều lắm. Anh đồng ý, chúng ta sẽ cùng đi. Vậy thời gian nào thì có thể đi được? Em đã đặt vé rồi, cần làm thủ tục sớm để xin visa. Em đang mua bộ hồ sơ đây. Anh liên hệ với công an thành phố, chắc sẽ làm nhanh thôi. Khi có đầy đủ giấy tờ, em sẽ liên hệ với công ty của em để chuẩn bị chương trình cho anh. Khôi nhìn sâu vào khóe mắt thuận ý, anh chưa làm được gì cho em mà em lại tốt với anh quá chừng. Em cũng chẳng biết nữa, nhưng không hiểu sao cả ba em cũng rất quý anh. Khi em nói định này, ba em ủng hộ liền. Khôi ăn ngon lành, như thế lâu lắm anh mới có được thời gian rảnh rỗi để được ăn uống một cách thoải mái. Ăn uống xong, thuận ý hỏi Khôi. Anh đợi chị ấy vào mà cứ đi suốt thế này không sợ chị ấy buồn sao? Khôi nhìn Tuấn Ý như giỏ xét rồi chậm rãi trả lời. Anh đã thu xếp cho vợ anh một cửa hàng ở mặt phố dạo này bán hàng cũng khá nên cô ấy vui lắm còn công việc anh có lúc nào rảnh rỗi đâu chắc cũng thông cảm và chấp nhận thôi em đã gặp chị ấy rồi khôi trố mắt em đã gặp từ bao giờ vậy em ra cửa hàng giả dạ vờ là khách mua hàng và đã trò chuyện với chị ấy là phụ nữ nông thôn nhưng chị ấy khá xinh và cũng táo vát đấy chứ ừ thì cũng được thời con gái là hoa khôi của quê lụa đấy Em nói điều này anh đừng giận nhé. Cơ quan em có nhiều ông đưa vợ từ ngoài Bắc vô. Sau một thời gian, các bái thay đổi nhanh lắm. Nhiều ông đã mất vợ đó. Anh phải dành thời gian chăm sóc chị ấy. Khôi nhìn thuận ý ngạc nhiên rồi anh bột miệng thở dài. Ai... <laughs> Âu cũng phải chấp nhận. Nhưng em đừng lo. Với nhà anh rất tin. Là em nói chung chung vậy thôi. Các anh nhiều khi không hiểu hết phụ nữ họ nghĩ gì trong đầu đâu. Thôi, ta chuyển chủ đề khác nhé bây giờ anh mời em đi dạo phố được không không em phải về hàng ngày anh sẽ gọi điện cho em giờ nào em thấy tiện nhất từ 8 giờ tối đến khuya anh gọi lúc nào cũng được anh đưa em về được không không cần đâu anh ạ à. anh còn nhiều việc khác làm mà anh nhớ làm thủ tục sớm vậy thôi tạm biệt nhé khôi bắt tay thuận ý không hiểu sao anh thấy cô đối với anh rất gần gũi lại rất xa cách và tự hỏi tại sao cứ gặp nhau rồi chia tay nhau rất khách sáo thế này mãi ư. Ừ. Rời nhà hàng tiếp, Khôi vội vã quay về nhà, định bụng xếp phát thảo một kế hoạch chi tiết những việc sẽ triển khai tại thị trường Liên Xô, đặc biệt là việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với đặc điểm khí hậu, thể trạng và tập quán, ăn uống, sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Nga cũng như người Nga bản xứ Vừa đến nhà Khôi đã thấy Hương, nhân viên văn phòng của Ngũ Long đang ngồi chờ. Thấy Khôi về, nhàn trách với giọng khó chịu. Gớm, tưởng đến mai mới về. Cô Hương chờ anh từ 5 giờ chiều đến giờ đấy. Nói rồi nhàn lách rèm vào trong. Khôi ngồi xuống ghế đối diện với Hương, hỏi. Em tới tìm tôi có việc gì đột xuất chăng? Thưa thầy, công việc không có gì đột xuất. Em có một việc riêng nhờ thầy. Em cứ nói đi, có việc gì nào? Thưa thầy, em có một nhà hàng xóm bác ấy là giám đốc một xí nghiệp trong thành phố gần đây hai cô con gái của ông bị nghiện ma túy nặng lắm bác ấy phải nhốt cả hai cô vào một buồng riêng mỗi khi đi vắng bác biết em là học trò của thầy nên muốn nhờ hỏi thầy xem có thể cai nghiện được không nếu được xin thầy cai nghiện giúp cho hai em khôi chợt nhớ đến bài thuốc cai nghiện đã từng điều trị cho một số người hồi còn ở ngoài bắc anh bảo hương được rồi thầy nhận lời chữa cho họ em nói ông già đưa hai cô con gái đến đây và cuối giờ chiều ngày mai thầy sẽ xem bệnh và cho thuốc điều trị cụ thể thế nhé biết thầy còn nhiều việc hương rối rít cảm ơn khôi rồi vội vã ra về mặt lộ vẻ hớn hở và tràn đầy tin tưởng nhàn bưng một mâm cơm ra cả nhà chờ mãi không thấy anh về nên đã ăn trước rồi khôi đã ăn no bụng thực sự chỉ muốn đi nằm thư giãn một lúc rồi dậy viết phương án xuất khẩu thuốc sang nga chuẩn bị tích cực cho chuyến đi sắp tới nhưng nghĩ thương vợ đã chờ cơm rồi lại dọn cơm, không ăn không đành. Anh cố làm ra vẻ đói, sới cơm tật ít để có thể ăn được vài bát cho vợ vui lòng. Cũng may là dọn cơm xong, ngồi nhìn Khôi ăn một lúc thì nhàn đi ra ngoài. Khi nhàn trở vào thì Khôi cũng đã đậy lồng bàn lên mâm rồi ngồi uống nước. Khôi bảo nhàn, Em ngủ trước nhé, anh còn phải viết phương án xuất khẩu thuốc sang Liên Xô. Nhàn về mặt không vui, buông lửng một câu. Trong nước còn trả xong, lại bày đặt nhàn lạnh lùng đi vào phòng ngủ. Khôi thấy người hơi mệt mỏi, liền lên nằm trên đi văng, vắt tay lên trán. Hình ảnh thuận ý và ý định táo bạo của cô vẫn chưa làm anh hết bất ngờ. Khôi không hiểu tại sao trên đời lại có người con gái đối xử với anh đặc biệt đến kỳ quạc như vậy. Không phải người thân thích, không phải vợ chồng, cũng không phải là tình nhân, Vậy thì tại sao Thuận Ý luôn theo dõi từng bước đi, từng việc làm, từng biến đổi trong cuộc sống của anh với sự quan tâm sâu sắc và luôn là người an ủi, trợ giúp, chân thành? Chả lẽ cô làm tất cả những việc đó chỉ là vì muốn làm như thế thôi ư? Ừ? Khôi tưởng tượng đến cảnh hai người cùng lên máy bay sang Liên Xô, đất nước mà chỉ qua sách báo vi mảnh anh đã rất kính trọng, yêu quý rồi hai đứa sẽ đi thăm những danh lam thắng cảnh, những di tích nổi tiếng, sẽ ăn món của người Nga, sẽ đi chợ, sẽ phải tính toán đến việc xuất khẩu thuốc như thế nào, khi đàm phán với bạn cần làm những gì để thuyết phục được họ. Trong tưởng tượng, Khôi vẫn băn khoăn, sang đó hai đứa sẽ ở đâu, có được gần nhau không, hay mỗi đứa một nơi. Giấc ngủ đến với Khôi nhẹ nhàng và anh thiếp đi một mạch cho đến tận sáng hôm sau, khi nhàn gọi con đi học mới tỉnh. Hôm sau, vào cuối giờ chiều, Khôi ở chợ lớn về nhà đã thấy Hương và hai cô gái ngồi chờ. Thấy Khôi Hương mừng rỡ, hai cô gái gật đầu chào. Khôi ngồi vào ghế nhìn hai cô gái. Anh cảm thấy bất ngờ vì cả hai cô mặt mũi đều xinh xắn cao giáo, không đến nỗi nào. Vậy mà giờ trông họ tiều tụy xanh sao, mất hết sức sống. Khôi hỏi một cô, có vẻ như cô chị. Hai cô là chị em ruột. À dạ thưa thầy, em là chị. Này là nhỏ em, em tên là Phương. Còn nhỏ em tên là Phượng. Cô Phương bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 25 tuổi, còn Phượng 23 tuổi. Hai cô bắt đầu nghiện từ bao giờ? Cô Phương buồn bã trả đời. Chả giấu gì thầy, hoàn cảnh của tụi em thật éo le. Em lấy chồng sớm, từ năm 18 tuổi. Ở với nhau được hơn một năm thì anh ấy đi lao động nước ngoài ở bên Đức. Sang đấy được hai năm thì anh ấy có bồ, là một cô gái cùng đội. Ở với cô gái này vài tháng thì anh ấy lại làm quen và lấy luôn một cô người Đức nơi nhà máy anh ấy làm việc. Anh em biết thư về đề nghị em ly dị. Em buồn quá, bỏ việc ở xí nghiệp may, ốm cả tháng trời vì chuyện bất ngờ đau đớn này. Rồi em chán, theo mấy nhỏ bạn đi làm tiếp viên nhà hàng bi ôm, máy lạnh cho đỡ buồn. Cuộc sống sôi động, đầy cam dỗ ở nhà hàng đã biến em thành một phụ nữ bất cần đời, nghiện thuốc lá, bia, rượu, nghiện cả đàn ông. Rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy đến với cuộc đời em. Đặc biệt là một lần em bị cả một băng chuyên đua xe máy lừa và thay nhau cưỡng bước em tại một khách sạn, nên cuối cùng em đã tìm đến với ma túy. Em gái em thi trượt đại học, trong thời gian này nó bị khủng hoảng vì cha mẹ em rất bực mình về chuyện thi trượt, làm tiêu tan kỳ vọng của ông bà. Nó buồn, bảo em cho đi theo làm tiếp viên. Thế rồi nó cũng nghiện, em đã làm hỏng đời nó, em rất buồn nhưng không biết làm sao được cuộc đời vốn rất éo le và không ai lường hết mọi chuyện bất ngờ có thể xảy ra bây giờ cha mẹ em rất suy sụp nhà cửa có nguy cơ tan nát mong thầy giúp đỡ chúng em khôi cảm thấy nghẹn đắng trong họng khi nghe chuyện của cô phương anh đã biết nhiều người nghiện ma túy nhưng phần lớn họ là nam giới còn bây giờ được tận mắt chứng kiến hai cô gái xinh đẹp nhưng đã sớm bị ma túy quyến rũ làm cho sơ xác tiều tụy anh cảm thấy lo no lắng vô cùng ngoài hai cô gái trẻ này ra còn biết bao những chàng trai cô gái khác nữa cũng có những hoàn cảnh như thế này khôi càng cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn trước họ phải nhanh chóng giúp họ cắt cơn nghiện ngay nhưng anh cũng thấy phải nói với họ một sự thật tôi sẽ giúp cho các em cắt được cơn nghiện và phục hồi sức khỏe nhưng phải nói trước với các em điều này sau khi cắt được các em phải tìm một công việc khác để làm làm việc trong một môi trường sạch sẽ hơn phải nói thật những người đã nghiện ma túy mà không nghiện lại phải cần đến một nghị lực thật ghê gớm mới vượt qua được. Rất nhiều người đã tái nghiện tới 3-4 lần và như vậy thì cuộc đời coi như bỏ đi. Tuy nhiên hoàn toàn có thể từ bỏ được ma túy nếu có nghị lực vượt qua. Thưa thầy, tôi em biết đã dính vào chuyện này là cuộc đời thật khốn nạn. Đã có lúc tuyệt vọng muốn tự vẫn cho rồi nhưng rồi lại nghĩ thương cha mẹ nên dáng sống. Không những sống mà phải vươn lên để sống cho ra hồn để cho con cái sau này lớn lên trong niềm hạnh phúc và kiêu hãnh, chứ không phải sống trong buồn phiền và đau khổ. Bây giờ tôi cắt cho mỗi cô 5 tháng thuốc, mỗi ngày sắc uống một thang. Tôi ghi rõ cách sắc thuốc và tờ đơn nha. Sau khi uống hết trở lại đây, tôi xem mạch cho. Cô Phượng ấp úng, thưa thầy em xin gửi lại tiền thuốc. Khôi xua tay, tiền thuốc rẻ lắm mà tôi không lấy tiền của hai cô. Tôi chỉ mong muốn một điều, hai cô hãy cố gắng thoát ra khỏi tình trạng hiện nay. Thôi, về nhá. Hai cô gái lộ rõ vẻ xúc động trên gương mặt, nấn ná định nói gì thêm, nhưng Hương đã chủ động lên tiếng. "Thầy đã nói thế thì ta về thôi, thầy còn bận rất nhiều việc." Hai cô gái cúi đầu chào Khôi ra về. Khôi nhìn theo bóng họ, lòng đầy thương cảm. Mấy ngày liền, dù bận công việc chuẩn bị cho chuyến đi Liên Xô, Khôi vẫn luôn lo lắng và chờ đợi hồi âm từ phía hai cô gái. Thông thường, theo bài thuốc của anh Kê, bệnh nhân uống xong ngày đầu đến ngày thứ hai thường có triệu chứng vật vã trong khoảng 2 đến 3 giờ. Thân nhân người nghiện nếu không có kiến thức trợ giúp người bệnh, rất dễ hoang mang. Nhưng đến nay, đã gần một tuần vẫn chưa thấy người nhà hoặc hai cô gái đến báo tin. Mãi đến 7 ngày sau, ông bố và hai cô gái đến nhà khôi, ông già mừng rỡ bắt tay anh. Tôi đội ơn chú nhiều lắm, nhờ thuốc của chú mà các em đã cắt cơn nghiện. Chú xem, các em đã tươi tỉnh trở lại rồi đây này. Chúc mừng bác. Khôi phấn khởi quan sát hai cô gái. Tôi cứ chờ xem tình hình thế nào mà không thấy điện thoại lại. Cô Phương mẹn lẽn. Bà em thấy tụi em chịu đựng được nên không muốn phiền thầy. Theo đúng lời thầy dạy, tụi em uống thuốc rồi suốt ngày ở nhà đọc báo đọc sách hoặc ngủ. Ba em canh cổng, không cho ai ra ngoài. Còn Phượng thấy thế nào? Em thì thấy người hơi mệt và nhức mỏi như bị cảm mạo khuê xem mạch cho hai cô gái thấy các bộ thốn quan xích đều vượng lên hòa hợp anh thấy rất vui mừng vì như vậy là hai cô gái này đã chịu được thuốc anh cắt tiếp cho mỗi người ba tháng nữa dặn dò thêm họ một số điều cần chú ý sau khi ngừng thuốc anh đã tính theo đơn giá dược liệu thú thật với chú tôi cũng định đưa các cháu đến các trung tâm cai nghiện của lao động thương minh xã hội nhưng cũng vì sĩ diện nên rất ngại cũng đã nhờ mấy thầy thuốc tư chữa. Họ đòi mỗi cô một cây vàng. Tôi thì không phải tiếc tiền, nhưng rồi lại nghĩ chả biết có kết quả gì không. Đang vân vân thì may, cháu Hương ở gần nhà giới thiệu gặp thầy. Này thì ơn chú, các cháu đã cắt cơn nghiện và bắt đầu phục hồi sức khỏe rồi. Theo tôi, thầy có thể lấy giá thuốc cao lên một chút nữa, chứ giá thế này thì rẻ quá. Tôi chỉ lấy tiền thuốc. Ông bố và hai cô gái ra về vui vẻ khiến Khôi cũng thấy vui lây niềm vui của họ tuy nhiên anh vẫn thấy trong lòng còn đấn cấn bởi vì ngoài hai cô gái này ra còn biết bao chàng trai cô gái khác xung quanh đang bị ma túy hoành hành và anh chợt nghĩ có lẽ sau khi đi liên xô về ta phải tìm cách liên kết với một cơ quan nào đó để thành lập một trung tâm cai nghiện bằng y học cổ truyền ý nghĩ ấy khiến anh thấy hào hứng từ một cô gái làng quanh năm vất vả với đồng ruộng lại phải dốc sức chăm sóc con cái phụng dưỡng song thân phụ mẫu nên dù thuộc loại đẹp thời con gái theo năm tháng nhàn cũng già đi ít nhiều thế nhưng kể từ ngày theo chồng về thành phố nhàn bỗng trở nên xinh đẹp trắng trẻo ra có lẽ là được gần chồng suốt ngày trong nhà ít ra đường cuộc sống vật chất lại khá hơn lúc ở quê làm ruộng nên nhàn như lột xác trở nên hấp dẫn hơn vào thành phố nhàn có bầu đứa thứ ba và bé thảo đã ra đời bận rộn vất vả nuôi con chỉ một năm đầu sau đó khôi bàn với nhàn cai sữa và đi gửi bé thảo ở nhà trẻ để chị lại tiếp tục đi bán hàng sáng sáng khôi chở vợ gửi các con vào nhà trẻ rồi lại chở vợ tới cửa hàng chiều tối lại đón về cuộc sống nhàn hạ nhàn lại càng đẫy đà trông chị thật xuân sắc điều này thì khôi không nhận ra một cách rõ ràng đơn giản vì anh quá bận rộn hầu như từ sáng đến tối khuya anh mới về nhà không có lúc nào nhìn rõ mặt vợ nhàn có cửa hàng lại khá đông khách nên dù sao công việc cũng đem lại cho chị niềm vui tuy nhiên trong lòng nỗi buồn của chị chắc ít ai hiểu được ban ngày ở cửa hàng vui vẻ bao nhiêu về nhà chị buồn bấy nhiêu vì khôi không có thời gian để hỏi han để chăm sóc chị thậm chí cả nhu cầu bình dị rất đơn giản của mỗi cặp vợ chồng là những cử chỉ âu yếm vuốt ve mỗi khi nằm cạnh nhau chị cũng không còn thấy nữa chị cũng hiểu rằng chính công việc là một cái guồng quay khiến anh chóng mặt vắt dần dần sức lực làm anh rất mệt mỏi nhưng là một phụ nữ đang tuổi thanh xuân cuộc sống lại không đến nỗi nào thêm nữa công việc lại nhàn tản có nhiều thời gian để nghĩ ngợi nên chị luôn phải dồn nén tình cảm của mình và anh nhưng sự chịu đựng thầm lặng ấy thật nguy hiểm nó bỗng làm chị cảm thấy anh ngày càng xa cách chị hơn. Gần đây, ở cửa hàng của mình, chị luôn phải suy nghĩ về sự xuất hiện của một người đàn ông, đó là một thương gia khá giả và rất rời lời, ông có thói quen dùng thuốc đông dược thay cho Tây y và rất sợ tiêm. Ông đến cửa hàng lần đầu cách đây 3 tháng, nhưng không hiểu sao, sau từ lần đó, ông ghé lại và mỗi lần ông mua rất nhiều thuốc đến nỗi chị phải hỏi ông chả lẽ thuốc ngũ long lại kém hiệu quả đến thế ư ông khách có vẻ ngượng nghịu chống chế không thuốc của cô tốt lắm tôi mua về để tặng bạn bè và người thân trong gia đình ai cũng khen rất hiệu nghiệp nhàn cũng đáo để trêu ông anh đến đây mua hàng nhiều không sợ bà xã sao người đàn ông mắt bỗng sáng lên tôi ly dị vợ rồi hiện đang sống độc thân mấy đứa con cũng theo mẹ nó luôn nhàn bỗng thấy ân hận vì đã vô tình lỡ lời chạm vào nỗi buồn của ông khách Nhìn về mặt đau khổ của ông, chị bỗng thấy trong lòng sao động. Một người đàn ông phong lưu thế kia mà sống trong cảnh cô đơn thế thì vất vả quá. Ai sẽ cơm nước giặt rũ cho ông ta? Chị nói với ông khách. Sao anh không lấy vợ đi, để có người chăm sóc? Người đàn ông cười. À, tôi già thế này thì ai lấy? Nhà động viên. Đàn ông như anh có lấy các cô 18-20 cũng dư sức lo gì. Chắc anh kén chọn đó thôi. Cô nói đúng, tôi cũng có thể lấy được phụ nữ trẻ, nhưng mà tuổi tác tranh lệch khó hợp nhìn hình thức bên ngoài thôi cũng thấy kỳ cục ai lại bạc đầu rồi mình đi với vợ cứ như là đi cạnh con gái mình thú thật tôi rất ngại lấy vợ nhu cầu bây giờ thật đơn giản chỉ cần một người bạn nói chuyện cho vui thế là đủ rồi anh thì thiếu gì bạn gái hay là để tôi giới thiệu cho mấy bà bạn hàng của tôi cũng đã bỏ chồng đang cần có người làm bạn ông khách xua tay tôi nói cô đừng giận nha tôi có thể tự tìm được không cần cô phải làm mai nhưng tôi thấy quý cô vì cô là phụ nữ xứ bắc xinh đẹp và duyên dáng khiến tôi rung động. Nhàn dãy nảy, ôi chết, anh đừng nói thế mang tiếng, em là gái đã có chồng rồi, không thể nào như thế được. Ông khách bỗng hoạt bắt hẳn lên. Tôi xin nói thẳng với cô nhé, cô cũng đã có gia đình, tôi cũng đã từng có gia đình, chúng ta là người lớn, không cần phải úp mở. Bây giờ cuộc sống gia đình nhiều khi ngột ngạt lắm, vợ chồng mở với nhau nhiều khi là cái nghĩa và trách nhiệm thôi, chứ thực ra có nhiều cái buồn lắm cô ạ. À. Tôi quan niệm mỗi người chúng ta đều có một góc khuất trong lòng, ai chia sẻ được với ai, thì trừ phi chính ta tự thỏa thuận. Cô thả lỗi nha, nếu tôi có yêu cô, hoặc cô cũng yêu tôi, ai biết được ngoài chúng ta, miễn là chúng ta vẫn có trách nhiệm với gia đình. Anh ăn nói liều nhỉ? Nhà đỏ mặt có vẻ lúng túng trước cách ăn nói thẳng thắn đến ghê người của ông khách. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng ông ta rất có lý và tự nhiên chị thấy mình bị cuốn hút vào câu chuyện của ông. Tôi già rồi, nói gì là nói thật đâu phải trai trẻ mà liều mạng một cách sốc nổi. Ngay cả cô cũng vậy thôi. Tôi biết chồng cô là nhà doanh nghiệp, kinh tế cô đâu có thiếu, nhưng thử hỏi về tình cảm có thiếu không? Mang tiếng là gần chồng, nhưng một năm có bao nhiêu ngày cô được ngủ cùng chồng, ấy là chưa kể ngay cả buổi tối, khi vợ chồng gần gũi, anh ấy cũng đâu dành hết tình cảm cho cô. Nhàn bỗng dùng mình vì ông khách đã nói rất đúng hoàn cảnh của mình, cứ như ông ta đi quốc trong bụng chị, và hóa ra ông ta có lý, chị đâu có phải là người hạnh phúc trọn vẹn mặc dù khôi chẳng có lỗi hoàn toàn người khách bỗng đột ngột đứng dậy tôi mải nói chuyện với cô suýt quên mất một việc hôm nay tôi về về long thành để thăm trang trại trang trại gì cơ nhàn bỗng thấy mình luôn lạc hậu trước nhiều chuyện trong cuộc sống chị hỏi ông khách rất thật thà là một khoảng đất rừng tôi mua mấy năm nay để thuê người khai phá trồng cây ăn quả chăn nuôi đào ao thả cá lâu tôi không về không biết mấy người làm công làm ăn thế nào Ôi, anh giàu đến thế ư? Thích quá nhỉ, có trang trại, ngày chủ nhật về chơi, nhổ cỏ, hái trái cây, thích thật anh nhỉ. Tôi muốn mời cô về thăm trang trại có được không? Cô sẽ thích lắm đấy. Vâng, cảm ơn anh, để hôm nào rảnh đã. Nhàn vẫn hồn nhiên. Thế này nha, ông khách hớn hở. Chủ nhật tới tôi cho xe đón cô ở cửa hàng. Cô lên đó tha hồ mà hái trái cây, có thể trở về cả một xe cho bạn bè nữa. Nhàn thấy rất thích thú, nhưng vẫn băn khoăn ái ngại. Nhìn nét mặt nhàn, ông khách hiểu ý nói thêm. Cô yên tâm, mình đi chỉ từ sáng tới 5-6 giờ chiều là về thôi. Nếu muốn vui thì có thể rủ thêm cô bạn nào đi cũng được. Ông khách hiểu thấu tới đánh lòng nhàn và giải tỏa được nỗi băn khoăn. Nhàn hô hởi nói. Ôi, thế thì hay quá, em có chị bạn cũng bán hàng, nhân ngày chủ nhật em rủ chạy đi cùng nhé. Ông khách tươi cười, bắt tay nhàn thật chặt. Ok. Ông khách ra về, Tự nhiên nhàn thấy trong lòng sao xuyến. Chị tặc lưỡi. Thôi, thì ta cứ đi chơi cho khuây khỏa. Từ mấy hôm nay, khôi đi Tây Ninh kiếm dược liệu. Ở nhà chị thấy trống trải và buồn một cách ghê gớm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của tiểu thuyết Đường Đời. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.